Trời, nó cánh nằng điện đụng ngôi, ông đi vừa đạp cái váy người ta kìa. Nói gì chứ váy hết có biết gì. Cánh nằng ở trong cái đây chồng đi. Đi học con huynh cho con mới đẹp chứ ông nội. Tôi cũng phải hơn bà kia chứ. Vừa vừa thôi. Thôi, đi. Trời đất ơi, chào mấy chị. Ủa, vừa vô nữa hả? Chưa chị ơi. Ủa, chị đi đâu vậy? Đi học huynh cho con em nè. Cánh nằng hay đụng học phụ huynh nè. Ôi sao mình muốn làm chưa cô giáo thầy giáo chưa vô nữa ta. Thầy chưa lại chị ơi. Chắc thầy là chị ấy xíu mà. Ủa mà chị ngon quen ta, như là trước mình có đi học phụ huynh chung một lần thì phải. Đúng chị là mẹ của bé Băng đúng không? Đúng rồi. Hèn gì nghe mấy con lấy tóc y chang nhau. Bây giờ mới biết. Con chị là mẹ của ai vậy? Đây nè, con trai đây nè. Đây. Trời ơi, mấy cũng dễ thương quá ha. Chứ sao chị, hot boy của trường đấy bà. Mô Phật à. Ừ, gia đình em có cái truyền thống là phải là nói chung là nghèo cũng phải đẹp chị hiểu không? Nghèo cũng phải đẹp cũng phải sang. Cái này gì là sang dữ rồi nha. Giờ chị sang trắng tâm lý quá trời. Ôi, em nói nghe nè. Giờ có mái tóc cưng ghê á. Cưng vô lay. Ăn mắt từ sáng giờ cũng sáng chưa? Có cần dầm lại không? Dạ rồi à. Em mời mấy phụ huynh mình vô để mình chuẩn bị học. Rồi. Ôi. Chị ơi, chị đi diễn thời trang ở đâu vậy? Đâu có đâu, em đi học phụ huynh cho con trai em nhà Minh Dương. Chị là phụ huynh của Minh Dương hả? Minh Dương. Cũng lắm lắm dữ á. Thôi, mời chị vô nha. Dạ. Mời quý phụ huynh vô. Dạ, em nhận thầy. Mình nói từ từ để mình chuẩn bị phụ học nha. Dạ, giờ bây giờ em điểm danh quý phụ huynh có mặt ngày hôm nay nha. Rồi. Phụ huynh của em Minh Thư à? Có. Dạ. Phụ huynh của em Trường An. Phụ huynh em Tấn Tài. Có. Em Thành Dưỡng. Có. Rồi, em Ngọc Bích. Có. Em Văn Chánh. Có. Phụ huynh của em Minh Dương à? Sao? Em nói nghe. Phụ huynh của em Minh Dương là cái gì sớm mắt mình nghe đang nói chuyện người lớn thấy hết trời. Dạ phụ huynh của em Minh Dương là hả, đó là ngày từ lúc mình trẻ nhỏ là ba thôi có chịu không biết sai chẳng nghe hậu đâu vậy là phụ huynh của em Minh Dương không lây giang đúng không ạ? Có lần về cái nghĩa đó vậy là hai cái học này còn ăn kiếm mẹ ăn cái gì cái gì cô lặp lại cô phụ huynh của em Minh Dương có coi nè em là phụ huynh của Minh Dương vậy. Tại vì nãy giờ điểm danh mà không có nghe. Biết sao không cô? Thầy giải nhà kêu Minh Dương. Danh vừa kêu Minh Dương á. À rồi. Cho nên là đó. Ủa sao tội vậy? Hả? Sao tội? Hồi đó là mẹ nghe em đến con tên Minh Dương. Mà người cha thì đến Minh Dương, mẹ đến Minh Dương. Thì họ lại lấy tên đi học là Minh Dương. Rồi lấy tên ở nhà là Minh Dương. À rồi. Rồi quên ba chị em Dương. Ví dụ mình có chuyện gì nói á, mình kêu hai cà phê gọi và nói cũng được ha. Rồi, ngày hôm nay thì phụ huynh để báo cáo tình hình học tập của các em. Thì trước mắt thì cũng xin báo cáo tình hình học tập của các bạn hoặc là học sinh của lớp mình nha. Em Ban thì... Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Năm nay á, thứ nhất lớp mình là em học bớt. Là hạng nhất của lớp mình là em học bớt. Rồi, mời cho đổi mại rồi dành cho học bớt một tràng pháo tay. Mỹ Đục, vệ sinh tốt nhất là em Tấn Tài. Một con gái học dở. Anh có cái cuộc cuộc lớp chúng ta thì số là 20 học sinh. Bởi vì hạng rồi thì gặp 19 là em Ngọc Văn ạ. Đó, con thì cũng bị cứ bằng 19 lắm kìa. Mà con của đứa bạn nào? 19 hả? Tuy nhiên chưa phải là cuối đâu. Hạng cuối của lớp mình đó là em Hương Dương ạ. Đây con em để chú mình em nha. Có cái gì vậy cô? Anh ông cô ơi, con em mới học giỏi lắm trời. Là phải số điểm cao chứ là đã dạy cho càng gặp viên lắm. Em nói em dốt liền chứ mà em trai cho con học cái lời chốn. Em muốn gia sư được dạy dạy cái trời. Không, con em mà gặp cuối thì đúng rồi đó. Tại vì con của chị này là nãy nó học viên giỏi lắm. Anh sao cuối không chịu có lộn gì không cô? Vậy đó để tao ra. Đừng ngồi làm tốt bốn rưỡi hả? Thánh thằng ơi, bây giờ nó khoe với em là 7 điểm rưỡi hả? 4 điểm rưỡi, có chừng nó tự quá nhau. Thấy không, thấy không, thêm 3 điểm chưa? Khai thị cho mẹ liền là lý do gì ba điểm đó. Rồi hiểu lý do gì là chơi nét. Đi chơi nét chứ đâu em đã cắm tiền tới là không được chơi nét rồi. Ha. Rồi bán ông nội ông mày rồi mới tới đi. Cái gì vậy? Trời ơi, vương ơi là vương ơi. À,
cái vấn đề này chưa dừng lại đó đâu chị phụ huynh của em Dương ơi, tại vì em Dương vô trường em trễ không trễ hay ngủ gục. Ủa rồi em Dương với anh Băng nè chốt đi chơi không thì con em chớ học là đúng tay vậy thì em biết còn con bên đây là giỏi lắm ba này bác sĩ rồi. Chú mặc đi chơi thường xuyên, một tuần có 5 buổi. À chú 5 buổi này, đứa già là kiểu người hại cái này là có gì kiếm trước hay gì. Hai cái bà đang tập cái gì không? Dạ, đúng rồi. Đi kì rồi, hai em cũng bị hạng bằng chuyện. Ơ, cái gì ăn chuyện nữa? Vậy đi riêng vậy bà ăn chuyện vậy? Tại vì nó nằm với phòng nội quy của nhà trường. Hào bán mặc cái gì vậy trời? Trời ơi, cái gì cũng mới mướn nhà sư ra ơi đồ. Về nhà, một tuần bao nhiêu biết bao nhiêu trăm ngàn bà. Trời ơi, học mệt quá ngủ. Rồi mày học áp lực đúng không? Áp lực có thể nghĩ như học chuyện anh Châu, hiểu không? Cái chuyện này mình có thể là để lúc nào bộ gia đình với nhau nha. Bây giờ mình học phụ huynh ha. À, em báo cáo luôn. Hiểu, sẵn dạy lại tôi. Em báo cáo luôn luôn thì em Dương được rồi có tụ tập đến nhà trong trường. Rồi bánh lộn nữa. Đất ơi, sao mà con trai hỏi bánh lộn như trai? Mấy năm đi học với ai đưa được bánh lộn bánh lộn. Má ơi má, cái cũng khiếp thiệt. Ngày xưa mà thấy ba mà xin nào chứ. Ba mà ngày xưa lúc còn nhỏ đi học trung tâm, ba mà chỉ bánh đũa với lại cái cây nữa. Còn má ngày xưa nó đi đá banh với lại chơi bóng cầu, bóng gỗ nên. Ê, có gì nó sai sai. Sao phải đang chơi đá banh với bóng cầu, nó kia chơi bánh đũa với nhảy dây là sai? Tại vì tại chồng thích nhẹ nhàng, em thích tạo lực. Em báo cáo tiếp ba và báo cáo thì bạn Dương Dương đến nhanh cũng được. Trời ơi, đi học bánh lộn nào bởi vì chồng. Nói lỗi luôn á. Là với lại em ba. Đó là Dương này với bạn bằng. Sao mà có cái bánh lộn vậy? Em ba là người cọ luôn á, ông sợ. Nhưng mà những cái chuyên đề con mà đọc sợi mà. Lỗi gì cho phụ huynh mà phụ huynh không biết là sao. Đâu có đâu anh, em chứ lời nào nó dễ gì cho em đâu. Em có gợi giấy đi mà. Lỗi em không có gợi giấy. Có học ba là thầy là cô điện cho em nè. Để em biết là bữa nay đi học nè. Hầu như là bảo tượng em mời cho ba là giấy nè. Còn giấy đâu luôn? Không thấy nào nào đâu. Chỗ. Còn ba là bốn rồi. Giấy đâu? Đây. Xé rồi má ơi. Ta xé giấy như là xé sổ nợ nhà tôi luôn á. Rồi, em ba đi học nè. Mai viết lê. Còn con trai con đứng. Thôi không, nó xé giấy, giờ xé bài giấy cũng như má. Bỏ tiền cũng như đi ăn học mà giờ học đi. Năm đi coi cái gì chị thì em đang đi học. Đi học sao áo dài? Không mặc áo dài hả? Các ơi là dạ không đóng áo như quần nè, mày biết lê nè. Không có mũ chọc chỉ đầu đi dạy trường. Rồi em ra em Dương đi học thì không đeo quy hiệu phù hiệu, không đeo khăn quàng. Bữa nay lên học cứ được thằng quà thôi, rồi liên quan là ba mẹ là nhận tiết năm hay về nữa đây có dạ tuyên như là nãy giờ tuyên như phụ huynh với mặt với lại em tấn tài còn cũng có thể mình thì cái mình là phụ huynh của em tuyên như với lại học ba cỡ quá trời tôi vừa lòng hả dạ là hôm nay là cái đưa học phụ huynh là nghỉ nè dạ có khen có chê chứ chị. Em xin đi 50 ngàn là ủng hộ làm đồng tiền chiến thu gì bảo gia nó nè. Sao ở trường không có đưa ngay phong trào ủng hộ làm đồng tiền chiến thu gì bảo gia nó nè. Ủa chưa có là đi lên. Sao tháng nào cũng đưa tiền cho nó chứ mình. Rồi, tại sao đó mày. Cắm là tiền nét đúng không? Rồi mày nạp game đúng không? Phải không? Mày về đi mẹ điều tra mày biết tay mẹ. Còn mày con cái nó không bao giờ nghe dùng quá nhà dùng luôn. Dạ, tại vì em nghe nói là phụ huynh của em Minh Dương là nổi tiếng ở trên mạng xã hội gì đó. Đúng rồi chị, trời ơi em là tiếng mà em ngày xưa ấy, em nó thật sự em có khe. Em á thì là giúp trai tài. Là em cái giọng em là trai tài. Ối lộn 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 trời ơi trai tài. Em gái sắc, hiểu không? Là ngày xưa là em làm gái em kim sắc hả? Không, tập lao má. Là ngày xưa là hai đứa nằm nhà nhau. Xong rồi là chồng em thì học chung trường với em. Cái mình là học sinh đó. Là cái mà em là qua khôi của trường. Còn chồng em á là Nam Dương. Nhưng mà hai đứa đến với nhau là cũng là từ thời mà kiểu mà học sinh mà yêu đương trong sáng lắm nha, chứ không phải là yêu đương tỏ tay tí đâu đó, là yêu đương trong sáng lắm. Rồi cái lớn là hai đứa ra trường xong rồi cái đầu đại học
rồi xong rồi mấy hai đứa đến với nhau. Nãy giờ nghe cái câu chuyện về tình sử của hai vợ chồng đúng không? Là không, em phải kể hết cái câu chuyện này nè. Là con nhà nông nó lâu cái cánh, hiểu không? Là ngày xưa là giúp trai làng là anh công tử Bài Binh, và đây là giúp trái quê em công chúa Bài Cào đó. Nhà em có một sòng binh sập sám luôn chị, còn nhà anh có sòng tiến lên nó xảy rồi. Rồi em thích chơi đề, anh thích quýnh lưu tô dân trong làng không ai ưa nhanh hết. Đúng là con nhà tao không biết con giúp cánh thì ở trong trường là lúc nào mà em đi học cũng có bộ về nhà. Dạ, học kiếm điểm hoài mà học cũng không ra giống ông mình luôn. À, em yêu là mẹ. Nhưng mà hai cái này học giỏi, cái xe học giỏi lắm trời, mà chúng tôi biết hả? À, con ơi, chị gì nào hỏi mẹ em đi. Em học giỏi lắm. Thì là cái này là không giống chị rồi. Đúng rồi. Nói đẹp trai giống ổng thôi. Nhưng mà cái học giỏi trong chúng em. Dạ, dạ rồi. Rồi, em ghi nhận nha. Nhưng mà ý em nói là nổi tiếng của em phải là gì mà là tại sao mình thấy trời trước được tay. À, tao này hả? À, cái này nè. Ờ, hổ chim á. Đúng không, đúng không? Ê, mà sao cái trời nó đẹp quá vậy? Ông ngoài đó trời đẹp á, mà người chim sợ tơ chứ. Ủa gì hả? Ê, em xin ý kiến cô thầy ơi. Là em có live stream thì em có live stream, em có chửi. Hiểu không? Em chỉ lên nói với thầy là bức xúc thôi. Tại sao thằng trước con đang hiếp con em? Đó, cô thầy phải dạy viên phí cho con em. Chẳng hơn gặp đường giờ gì được. Con em có làm sai cái gì thì phải nói với em chứ. Mới điện thoại bắn vốn em chứ đâu anh hiếp con em gì được. Ai chị ơi, ai em biết em như vậy. Tại bây giờ cô lôi cái môi lên cái đường nó ra đi. Chứ em không yêu gì được, em có môi lên. Thế điều tra là em như ở đường này em như là tụ tập mà được phân bố làm đại ca. Không có đâu, con em hiền lắm trời. Con nói với em hiếp con. Nói đi của em tránh là chiếm mẹ. Nói đi. Nhỏ lắm. Ê, con nào? Vậy là bà nói hiếp mà con đúng không? Ê, đi sao chứ lớn cầu gì nào? Không nói cô à. Bậy bạ, không có chuyện là bậy bạ, không có cô đây. Ai? À, đó, cô thấy chưa? Bà bè học chung nhau hiếp nhỏ gì chứ. Cô phải lo gì này ra, cô phải giải quyết cho tôi. Về quánh nhưng mà ai có nghe được con. Về cào mà ngỡ xẻ cho ông trời. Con tôi chưa bao giờ tôi thương nghiên cứu, thương hướng như hoa. Nó chưa bao giờ là nó mở đánh được cái rồi. Bà nở là nằm cái mặt này nó đẹp trai rồi. Thì nào, mà nó cào mà nhỏ nha, là bấy ngày luôn. Không, cái đó là nó một người. Không, cái này là tính sức ghẹ vô, nó bị sầm đen không hoàng. Tại sao vậy, mà sao tự nhiên cứ quánh bạc vậy? Tại nó chọc con rồi. Phải rồi, nó chọc ta thì mà nổi thôi. Rồi cái nguồn con là hôm bữa là hai bạn dành cái gì đó không biết. Không biết cô phải nói cho biết cái trời. Cô là đâu có được chị đâu. Cô phải điện là mọi người bỏ nguyên nhân của người ta chứ. Thì cô không giáo cái gì thì còn vậy. Bây giờ em nói bằng quên lên em giải quyết tiền rồi nè. Dạ. Tiếp tục đi cô. Đó, chị nói là con chị ở nhà ngoan thì không có gì người ta hiếp. Nhưng mà thật sự là con chị hiếp người ta. Thế thì định về như vậy nó sẽ là cô. Nhưng mà tôi làm cha làm mẹ nó thì tôi cũng tức chẳng cho mình bà chấp xin lỗi chào xin lỗi cô với thầy như hả. Có như là về nó dạy dỗ nó nói chứ nó không nghe là sao nhỉ. Cái lời xin lỗi thì ghi nhận để đó. Nhưng mà quan trọng là em đã xin lỗi cô chị ơi. Vấn đề là mong là các em rút kinh nghiệm nha. Rồi cho mà thầy xin phép mà phụ huynh nha. Chị có phải là chị Liễu không? Dạ. Ta hỏi kìa. Dạ đúng rồi em thầy. Dạ. Chị có biết là tôi mở một cái cuộc họp phụ huynh hôm nay là mời chị tới đây là có gì gì không? Hỏi tại sao vậy? Tại sao biết tại sao? Trước khi mà thầy đã mời em đến đây là thầy cũng phải biết tại sao. Thầy hỏi em. Ông bữa hôm nay thầy đi mời em đến đây họp mà thầy không có đọc kỹ cái bản hướng dẫn với lại cái lịch trình họp ngày hôm nay. Thầy hỏi em. Thầy biết tại sao? Lịch trình là của tôi làm cho hả? Thầy phải hỏi tại sao chứ, tại sao đâu. Chị biết là hôm nay là điện thoại đi kêu lên phòng của anh ấy, biết tại sao. Chị phải có một cái vấn đề gì đó thì tôi mới kêu chị lên đây. Vậy là chị có muốn trả lời câu hỏi không? Tôi xin phép không trả lời câu hỏi của cô. Tại vì tôi không biết thì biết mẹ đâu trả lời. Thì cái biết sáng sớm làm điện alo thì mấy chị Liễu phụ huynh có mấy thương không? Dạ đúng rồi chị. Dạ sao tới mấy đại học thì chị cha ai với con không quên. Biết gì thôi, sao biết gì chứ. Chị có biết chuyện mà con chị yêu được thành phố Đà Lạt không? Chị đứng không? Tập hai chứ. Mắt chị đập chạy. À, thì cái đó là chị nên nói chuyện lại với con. Tại vì gì con? Bắt cái gì hết bạn con. Con băng cái dĩa bàn con, đúng rồi, bé cái dĩa bàn con em. Sao cái gì cũng bà bậy vậy chị băng? Con không nghe con. Nhưng mà đây là tài sản của nhà trường. Thì một bạn dĩa lên, một bạn đặt. Thì đó là cái tình làm gọi là chị chắc chắc cao hốc, chắc là hốc hốc.
Mà chỉ biết chị là tại sao chị lại lên đây chứ? Không, là về cái vụ đó xảy ra, cái vụ lên thì cái vụ đó luôn á. Là về em mới tức là cái người mà nói xấu em thôi, hiểu không? Cái người mà nói mà con em về là nói một số bạn là nói là mẹ em hung dữ. Mà em này có hung dữ đâu thầy. Em phải sớm lại mình nhất đó, em mới tức thôi, hiểu không? Em mới lại minh chính lại. Mẹ nói gì cứu quá, chứ em không bao giờ hung dữ. Mày tính là mình tới mày gì tới tao dữ. Không, em nghĩ cô đặc biệt sống người có đối xử cùng. Em luôn dạy dỗ con em là làm người phải đúng làm người, hiểu không? Là đừng bao giờ mà đánh bạn đánh bè mà phải giúp đỡ yêu thương lẫn nhau, hiểu không? Là mình phải giúp đỡ yêu thương người lớn tuổi đó. Đó, gặp gì mình phải là tốt với cái tốt với thầy chăm con, đúng không? Bây giờ cái về nhà có giúp ba mẹ, phải giúp đỡ những người xung quanh. Mà tại nó không nghe em, nó sẽ biết. Em về dạy đàng hoàng đó. Như vậy tại sao bây giờ chị lại không biết một live stream? Tại sao gì nữa? Bây giờ tôi ngồi ở đây học phụ huynh thì người ta live stream này coi. Đúng rồi. Bây giờ nói chung là con như vậy nó cũng sai mấy giờ nó cũng lỡ đặt dầu thì em cũng xin lỗi cô biết. Bây giờ ai biết sao bây giờ con dạy ấy em buổi dạy nguyên cha nguyên đoàn. Dạ. Bây giờ là gì cô đưa? Theo mẹ cho em chịu đi. Bà mẹ cũng có đẻ đâu. Sao mình được không xanh? Dạ, chị thì họ mổ gia đình nha. Bây giờ em cũng thay mặt con em xin lỗi cô, mời thầy trở nên cái gì đây 1.100 cái. Dạ. Dạ. Coi như là em anh đi anh nhớ mình có sức tập nha. Có một cái lần lớn dạy mà nói nó không nghe, bây giờ sao giờ? Dạ không phải là em nói cho tôi về để dạy. Chị Liễu ơi, chưa học xong việc. Dạ. Lát nữa em xin lỗi cái biên bản tập của mình bản nha. Dạ. Tôi có thể chăm chế được không? Dạ không, cái này cũng được sự việc. Thôi cho em nhiêu, thì có mất tiền trả được không? Ủa, em không biết là tại vì cái bên nhiêu nói với người nói là chị là già vào những khu này. Thì dạ, con giàu dây đi, giả chúng ta yên tâm cái nhà, cái giàu, cái tích mẹ. Chị nói không biết giàu, cái nghèo thì là cái chuyện của gia đình. Nhưng mà mình đi thẳng được phải là... Thôi thôi, đó thì đang nghĩ nghe lắm, tay này nghe kỹ lên, có học làm người rồi ạ. Dạ. Tổng cộng em Dương đạt ai đạt nữa? Nghe chấn. Ê, là nguyên một khối như này đặt người to, phải to, tôi nghèo chia đây. Dạ. Ừ. Sao lúc đó là em Dương là người đứng chỉ đạo. Thì cực là chỉ thôi. Em Dương có nói là tất cả người đặt hết đi tao không? Thì đó đặt là không phải chạy tôi đúng rồi, đúng không anh? Người đang đưa đích đi chạy có mình hết con em đâu chị. Đây là mình về rồi, mình xét người đặt chứ là có người chạy chúng ta đâu đặt đâu. Em ai đang tránh thì em Dương và người đứng ra xác nhận em Dương đó là người đặt. Thì cũng có một chút xíu nữa là lấy cho con em. Thì bà sao mà đi đúng rồi, chứ bây giờ mình chịu bây giờ. Người hết tích tạm đi. Dạ. Vậy người hết xin. Mà cái đặt nè. Mà đi lại gì con nha. Dạ, chứ lại ngồi mà nhiều tội của em nên đang xong với con em. Dạ, có gì em sẽ gọi điện thoại để báo cáo một chút nha. Em xin phép mọi người đi về nha. Dạ. Dạ, vậy thôi, tới đây là buổi học của mình cũng kết thúc luôn. Xin chào quý vị phụ huynh nha. Dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ, dạ.